Chào các bạn nha, nay mình lên một con xe cắt cỏ lưu tay nha, hiệu Shibora. Dàn lao dao này có mài lại cho anh em hết rồi nè, mấy ken sao ben. Xe nó bằng gan hết nè, sắt gan hết. Cái đồ cầm côn của nó còn 7 màu luôn. Gian lưu đằng sau nè. Cái này nó để cắt xong nó ủi bằng xuống nè. Nó cán qua bằng xuống luôn nè. Thông số kỹ thuật của nó đây. Anh em muốn cắt cỏ cao thấp đồ là chỉnh ở đây nha. Cái này cắt của Sơn Gôn đồ nè. Sơn Gôn, Sơn Banh, Sơn Tanit. Xe này do để bãi nên nó bị xét cái khúc trên này thôi. Chế độ của nó còn 7 màu hết nha anh em. Rồi công tắc muốn nổ máy công tắc đây. Bật lên, giật một phát là nổ, không có phát thứ hai nha. Anh em muốn hoạt động cái dàn cắt cỏ của nó rất là dàn luôn đi chung với một cái côn nha anh em. Đây kéo này lên rất là mạnh luôn. Đúng rồi, con này cắt cỏ thảm Sơn Gôn đồ tennis đồ bao ngon luôn. Máy này là máy bao nhiêu ngựa đây ta? Nó có ghi đây anh em nhìn đây. Có 3 ngựa tư. Tôi nhanh nhất là 3 ngựa tư. Tua chậm là 2 ngựa 3. Hiệu máy đây. Xài hộp sên đi qua. Anh em nào mua hàng liên hệ số điện thoại trên video nha. Một con duy nhất. À, hai con chứ. Còn con nữa. Trọng lượng con này là bao nhiêu ký đây? 53 ký. Đó, vờ rất cong rồi, nó dán rồi. Rồi, chào anh em nha.